Minh Trí và Tú Trinh chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shop Viên. Nhu cầu sơn sửa nhà cửa của chúng ta thì cần tốn rất là nhiều chi phí, và đặc biệt là khi chúng ta sơn những chi tiết nhỏ. Hôm nay trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shop Viên, chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một giải pháp, đó chính là dòng sản phẩm một chiếc súng phun sơn của thương hiệu Harpoon. Và thưa quý vị, với súng phun sơn của thương hiệu Harpoon, quý vị thấy là thiết kế cải tiến mới đúng không ạ? Cực kỳ nhỏ gọn luôn. Chúng ta chỉ cần sử dụng cầm tay rất là đơn giản và thao tác cũng nhẹ nhàng nữa, không cần phải chuẩn bị cả một chiếc bình nén khí to nè, nặng như trước đây. Và đôi khi là vật dụng ở trong nhà của mình chỉ tróc lớp sơn một chút thôi, mình cũng phải là mời những người thợ đến nhà, đôi khi khá là bất tiện và mất nhiều thời gian quý vị nha. Với mức giá ưu đãi là 1.590.000 đồng, chúng ta đã có thể hoàn toàn chủ động làm mới lại những vật dụng ở trong nhà của mình nè, với đầu phun nhỏ 1.5mm, sơn tinh nét và rất là sắc sảo quý vị nha, sơn bê dầu và cả sơn BU nữa. Bên cạnh đó thì mình còn có thể biến đổi thêm thành một chiếc đầu phun 2.5mm khi chúng ta cần phải sơn tường nè, sơn trên diện rộng quý vị nha. Sản phẩm nhỏ gọn được bảo hành 6 tháng và tất nhiên sẽ còn có thêm quà tặng ưu đãi nữa. Quà tặng hấp dẫn đi kèm chúng tôi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này, đó chính là một ống nước đa năng tự co giãn của thương hiệu Magic House. Quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát là cùng với ống nước đa năng tự co giãn thì tùy theo áp lực nước ở bên trong chính gia đình của mình thì ống nước có thể là tăng lên gấp nhiều lần chiều dài ban đầu. Kết hợp với lại đầu phun của chúng ta sẽ có rất là nhiều chế độ phun khác nhau để quý vị và các bạn có thể là tưới rửa, vệ sinh sân vườn hoặc là tưới cây cảnh nữa quý vị nha. Hãy nhanh chóng nắm bắt và liên tục gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137, các bạn tổng đài viên sẽ tư vấn kỹ hơn, hoặc là quý vị có thể truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên 63 tỉnh thành khác nhau theo yêu cầu của tất cả quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, như ngay bây giờ chúng ta đang cùng nhìn thấy ở đây, đó chính là hình ảnh mình có thể sơn biến đổi là những thanh sắt ở trong gia đình của mình. Quý vị thấy là sau một khoảng thời gian đã sử dụng rồi, chịu ảnh hưởng từ tác động của môi trường, những thanh sắt dần trở nên là bị sắt rỉ đi. Bên cạnh đó thì quý vị cần làm mới thì chúng ta không cần phải nhờ đến ai nữa, mình vẫn có thể chủ động thực hiện được ngay tại nhà của mình với sự hỗ trợ từ súng phun sơn đến từ thương hiệu Harpoon. Sử dụng cực kỳ đơn giản quý vị nha, và hãy quên đi những chiếc bình nén khí to và nặng như trước đây. Với súng phun sơn của thương hiệu Harpoon, mình chỉ cần chúng ta pha sẵn sơn với bình đựng dung dịch lên đến là 1.5 lít, và trước khi dùng mình chỉ cần lắc đều mà thôi. Với đầu phun mình có đến 3 chế độ khác nhau, phun ngang, phun dọc và cả phun tập trung nữa. Và Minh Trí thấy đó nha, từ việc là mình biến đổi những thanh sắt nè, đến cả sơn bàn, sơn ghế và nhiều vật dụng khác luôn. Như vậy là những cái vật dụng nội thất ở bên trong gia đình của mình đang có nhu cầu sơn mới và phủ một lớp sơn mới, thì quý vị và các bạn đang cần có ngay một dòng sản phẩm, đó là súng phun sơn của thương hiệu Harpoon, 1.590.000 đồng và bảo hành 6 tháng quý vị và các bạn nha. Cơ hội mua sắm hấp dẫn cùng VTV Hyundai Home Shopping, sở hữu ngay súng phun sơn đến từ thương hiệu Harpoon với giá bán ưu đãi 1.590.000 đồng, bảo hành 6 tháng, tặng ngay cho quý vị thêm một ống nước co giãn đến từ thương hiệu Magic House. Sản phẩm súng phun sơn của thương hiệu Harpoon thao tác đơn giản, không dùng bình nén khí và sử dụng được tất cả các loại sơn khác nhau. Với súng phun sơn của thương hiệu Harpoon, quý vị sẽ có hai đầu phun chuyển đổi, đầu phun 1.5mm cho ứng dụng sơn dầu, sơn sắc nét và tinh xảo quý vị nha, sơn màng mỏng, sơn dầu bóng và sơn BU, đầu phun 2.5mm cho ứng dụng sơn tường, sơn nước, sơn trên diện rộng, lớp dày có năng suất cao. Quà tặng hấp dẫn đi kèm tặng ngay một ống nước co giãn thương hiệu Magic House, giúp việc chăm sóc nhà cửa thêm tiện lợi, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm không gian khi cất giữ. Và bây giờ thì quý vị đang cùng quan sát một lần nữa, đó chính là trọn bộ sản phẩm mới ngày hôm nay lần đầu tiên xuất hiện trên VTV Hyundai Home Shopping, mang đến rất là nhiều sự tiện lợi dành đến cho mỗi gia đình nè, văn phòng làm việc hay là tại nhà xưởng xí nghiệp quý vị nha. Súng phun sơn đến từ thương hiệu Harpoon với thiết kế cực kỳ gọn nhẹ nha quý vị, không cần phải dùng bình nén khí như trước đây, ngay cả những thợ sơn nghiệp dư vẫn có thể là tự mình sơn được ngay tại nhà luôn quý vị ạ. Và chúng ta hoàn toàn có thể là chủ động được cả màu sơn nè, cách chúng ta pha chế dung dịch sơn, đồng thời là chuyển đổi được cả hai đầu phun 1.5mm và cả là 2.5mm nữa, sử dụng rất là đơn giản quý vị nha. Mức giá bán ưu đãi là 1.590.000 đồng trong chương trình ngày hôm nay, bảo hành cho quý vị trong thời gian là 6 tháng nữa, và còn tặng thêm đó chính là một chiếc dây nước co giãn đến từ thương hiệu Magic House để chúng ta có thể làm sạch sân vườn nè, nhà cửa nè, xe cộ nè. Quà tặng với số lượng có hạn mà thôi, hãy nhanh chóng sở hữu ngay qua tổng đài quen thuộc 1900 7137. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Trước đây khi mà chúng ta muốn sơn mới ở bên trong một bức tường, hay là chúng ta muốn sơn mới những cái vật dụng nội thất ở bên trong gia đình của mình, thì chúng ta nghĩ ngay đến những người thợ và tốn kém chi phí về sơn sửa rất là nhiều trong một năm quý vị và các bạn nha. Thế nhưng hôm nay khi quý vị và các bạn theo dõi trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi đang mang lại cho quý vị và các bạn một giải pháp vừa tiết kiệm chi phí mua sắm và chúng ta vừa tiết kiệm được công sức, ngay cả bên trong gia đình của mình tất cả các thành viên cũng có thể dễ dàng sử dụng được với súng phun sơn. Và thưa quý vị,
có thể thấy rằng là súng phun sơn của thương hiệu Harpoon, điều đầu tiên mà quý vị nhìn thấy đó chính là thiết kế rất là thẩm mỹ, đồng thời là cực kỳ nhỏ gọn, đúng không ạ? Quý vị trước đây mình cứ nghĩ rằng là sơn sẽ phải mất nhiều thời gian, sơn đòi hỏi phải sự chuyên nghiệp và khá là vất vả nữa. Nhưng ngay bây giờ thì quý vị thấy là Trinh cầm trên tay của mình là chiếc súng phun sơn của thương hiệu Harpoon rất là nhẹ nhàng như vậy đây. Và kể cả những chị em phụ nữ, kể cả phái đẹp, chúng ta vẫn có thể là tự mình thực hiện được ngay tại nhà quý vị nha. Súng phun sơn của chúng ta có thiết kế rất là cơ bản, có chiếc quạt ở bên trong phần máy như thế này. Khi mà quạt hoạt động thì sẽ tạo ra luồng gió mạnh và từ đó sẽ tạo công suất và đẩy cho lượng sơn mà mình đã có sẵn trong bình dung dịch này sẽ đi ra bên ngoài theo công suất quý vị nha. Từ đó thì quý vị có thể dễ dàng chúng ta kết nối với lại ba chế độ phun khác nhau, phun tập trung, phun ngang và cả phun dọc nữa, để quý vị chúng ta có thể là phun được cho nhiều diện rộng khác nhau nha quý vị. Cùng với lại là hai đầu chuyển đổi nữa, đầu phun 1,5mm, đầu phun 2,5mm để tùy theo nhu cầu sử dụng của tất cả quý vị. Sử dụng rất là đơn giản và cực kỳ gọn nhẹ quý vị ơi. Còn ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu nữa đâu, hãy cùng với Minh Trí nào, mình sẽ cùng bắt đầu sơn sửa lại những vật dụng đã cũ trong gia đình của mình cùng với sự hỗ trợ từ súng phun sơn của thương hiệu Harpoon quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là bây giờ một không gian khác trong không gian phim trường của VTV Hyundai Home Shopping thì chúng tôi đang thực hiện cho quý vị và các bạn, đó chính là những bức tường chúng ta đang muốn sơn một cái lớp áo mới, hoặc là chúng ta đang có là bàn ghế, những cái vật dụng trang trí nội thất sơn cả trên nhựa nè, trên cả những thanh sắt, rất là nhiều chất liệu khác nhau, thì chúng ta chỉ cần ngay đó là súng phun sơn của thương hiệu Harpoon mà thôi quý vị và các bạn nha. Dễ dàng quan sát được là khi chúng ta đã chọn lựa ngay một chiếc súng phun sơn như thế này thì chúng ta sẽ có ngay một bình đựng dung dịch ở bên dưới là đến 1,5 lít như thế này, tùy theo là mục đích cũng như là diện tích sử dụng cái mức sơn của chúng ta thì quý vị các bạn có thể là pha chế bên trong bình đựng dung dịch. Và ở đầu phun thì chúng ta sẽ có ngay là ba dạng phun khác nhau quý vị và các bạn nha. Ở đây quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát được là khi mà quay dọc như thế này thì chắc chắn là cái tia phun sơn ra sẽ là dạng ngang, hoặc là chúng ta có muốn có thể là quay xéo thì quý vị các bạn có thể chuyển sang chế độ là sơn tập trung, hay là chúng ta muốn xoay ngang thì chắc chắn là chúng ta sẽ sơn dọc quý vị nha. Và cùng với những cái tia sơn như thế này, khi mà chúng ta sử dụng súng phun sơn của thương hiệu Harpoon thì cái bề mặt sơn sẽ mịn hơn nè, sắc nét tinh xảo hơn, để tránh tình trạng là bị vón cục khi mà chúng ta sơn bằng tay. Còn giờ đây thì Minh Trí xin phép được sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harpoon như thế này để mình có thể là sơn mẫu lên trên một cái bức tường như vậy tôi Trình ha. Đúng rồi thưa quý vị, có thể thấy rằng là những mảng tường ở trong nhà của chúng ta rất là quen thuộc đúng không thưa quý vị? Khi mà chúng ta đã thấy rằng sau một khoảng thời gian đó quý vị, tường của mình là đã bạc cũ đi rồi, đã có những cái vết ố, đôi khi là chúng ta cần phải tự mình sơn lại thì quý vị thấy là mình không cần phải mời những người thợ nữa, mà trong một vài trường hợp mình vẫn có thể là tự mình thực hiện ngay tại nhà luôn. Wow, và bây giờ quý vị thấy rằng là từng bước đơn giản thì quý vị thấy là những cái vệt sơn đã được phủ đều ở ngay trong mảng tường bê tông của chúng ta đang cùng quan sát quý vị nha. Và có những cái màu sắc đã dần dần thay đổi. Còn quý vị thấy là chúng ta không cần phải dùng một chiếc bình nén khí nữa, chỉ cần cầm tay như vậy thôi, đúng như tên gọi là súng phun sơn cầm tay của thương hiệu Harpoon, thì quý vị thấy là dần dần mảng tường đã có một màu sắc mới và rất là đẹp mắt luôn quý vị ơi. Wow. Quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được là trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, rất khi mà Minh Trí sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harpoon thì chúng ta cũng có thể là sơn ngay một cái lớp áo mới lên trên bức tường gia đình của mình. Nhu cầu trong những dịp cuối năm chẳng hạn, mình muốn là thay đổi ngay không gian ở tất cả các phòng khác nhau, phòng ngủ, phòng khách hay là không gian bếp nữa, thì giờ đây mình không cần phải nhờ đến những người thợ và không cần tốn quá nhiều chi phí quý vị nha. Một lần đầu tư duy nhất mà thôi thì quý vị và các bạn đã có ngay một chiếc súng phun sơn với mức giá chỉ là 1.590.000 đồng. Đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh việc là chúng ta có thể là sơn trên tường nè, sơn nước và sơn diện rộng như vậy, thì ngay bây giờ Trinh sẽ tiếp tục sử dụng ngay là súng phun sơn của thương hiệu Harpoon. Và chúng ta có thể là sử dụng đơn giản khi mình cần phải là sơn tinh xảo và sơn sắc nét quý vị nha. Ví dụ như là quý vị thấy là có những cái vật dụng như là những vật dụng trang trí như vậy, nó đã bị tróc sơn, bị cũ theo thời gian rồi, nhưng mà quý vị vẫn có thể tự làm mới được. Trước khi sử dụng thì quý vị cho chúng ta lắc nhẹ như vậy thôi, để cho dung dịch sơn của chúng ta sẽ được đều màu ở bên trong bình đựng dung dịch có dung tích là 1,5 lít này. Và rồi sau đó quý vị chỉ cần gắn ngay đó chính là đầu chuyển đổi 1,5mm và chúng ta sẽ sẵn sàng sơn ngay và làm mới ngay vật dụng trang trí đã bị cũ theo thời gian quý vị nha. Quý vị có thể quan sát được là những cái vật nhỏ, những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là những cái vật trang trí nội thất ở bên trong chính không gian sống gia đình của mình. Đôi khi mình muốn sơn mới lại để có thể làm thay đổi, hoặc là chúng ta có thể là tái chế lại những cái vật dụng đã cũ, thì quý vị và các bạn cũng có thể là dễ dàng sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harpoon. Với những cái tia sơn rất là đều như thế này thì chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian cũng như là không cần tốn quá nhiều công sức quý vị và các bạn nha. Với cái bình đựng dung dịch ở bên trong lên đến là 1,5 lít như thế này thì quý vị và các bạn có thể hình dung được đó chính là sơn một cách nhanh chóng hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức rất nhiều.
Và bây giờ thì quý vị cũng đang thấy rằng là việc mà chúng ta đang phun dần dần như vậy thì màu sắc ở ngay trên chiếc vật dụng trang trí này cũng đã có sự biến đổi so với ban đầu rồi. Quý vị hãy cùng quan sát kỹ lại đây quý vị nha. Đó chính là từ màu trắng mà có những cái vết loang lổ thì cũng đã dần dần có được những cái màu sắc đẹp hơn. Và nếu như mà chúng ta có thêm nhiều thời gian thì quý vị sẽ còn tiếp tục chúng ta sơn được là cả phần đáy và cả những ngóc ngách khác nhau nữa quý vị à. Và đây có thể nói rằng là việc mà chúng ta có thể là chủ động sử dụng súng phun sơn của thương hiệu Harbon, thực hiện những cái việc trang trí nè, làm mới lại lớp sơn ở trong nhà của mình cũng không còn quá khó khăn như trước đây. Thưa quý vị, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì ngoài việc là chúng ta làm mới những vật dụng trang trí như vậy thì với sản phẩm là súng phun sơn của thương hiệu Harbon, quý vị còn có thể là tiếp tục chúng ta làm mới thêm nhiều vật dụng khác nữa. Ví dụ như ở đây Minh Trí và quý vị thấy là chúng ta có những chiếc bửng xe máy, sau một khoảng thời gian mà chịu tác động từ môi trường và nắng mặt trời thì màu sắc đã trở nên loang lổ như vậy và không còn đẹp mắt nữa, độ bóng cũng không còn như trước đây đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì chúng ta vẫn có thể tự mình ngay tại nhà làm mới lại ngay là phần bửng xe máy như thế này đây, với sự hỗ trợ từ chiếc súng phun sơn của thương hiệu Harbon thưa quý vị. Trước khi mà chúng ta sử dụng đó quý vị, thì lần nào cũng vậy, mình chỉ cần chúng ta lắc nhẹ nhàng nhàng như thế này để giúp cho dung dịch sơn ở bên trong bình dung dịch 1,5 lít được trộn đều, hòa đều cùng với nhau. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần sẵn sàng để làm mới ngay những vật dụng như vậy thôi quý vị nha. Như quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được, với dòng sản phẩm là súng phun sơn của thương hiệu Harbon thì chúng ta có thể sơn trên nhiều chất liệu và trên nhiều bề mặt khác nhau ở bên trong chính gia đình của mình, ví dụ như là những cái mặt nạ nhựa của chiếc xe như thế này, hay là chúng ta có thể là sơn ở trên những cái vật dụng nội thất, sơn trên đồ gỗ, sơn trên sắt và cả những thanh kim loại nữa quý vị và các bạn nha. Với dòng sản phẩm là súng phun sơn thì quý vị và các bạn có thể là dễ dàng tiết kiệm được thời gian cũng như là tiết kiệm được chi phí mua sắm với mức đầu tư ban đầu mà thôi, đó là 1.590.000 đồng. Ví dụ như gia đình của mình đang có rất là nhiều những cái đồ nội thất mà chúng ta đang muốn sơn mới, quý vị đang quan sát là nếu như lúc nãy là Tú Trinh đã thực hiện là sơn ngay một cái lồng chim ở trên cái bàn như thế này rồi, nhưng mà bây giờ Minh Trí đang muốn sơn mới là cái mặt bàn thì sao ạ? Chúng ta cũng có thể là rất là dễ dàng khi mà quý vị và các bạn sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harbon như thế này quý vị và các bạn nha. Hãy cùng với Minh Trí chúng ta sử dụng ngay với lại dung dịch ở bên trong để hòa quyện, chúng ta nên là lắc đều như thế này để trước khi chúng ta sơn ở trên bề mặt một chiếc bàn như thế này quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, chúng ta chỉ cần lắc nhẹ nhàng để cho dung dịch sơn của chúng ta được trộn đều thôi. Và bây giờ thì quý vị cùng quan sát nha, chiếc bàn của chúng ta sẽ có một màu sắc mới như thế nào khi kết hợp cùng với súng phun sơn cao cấp của thương hiệu Harbon thưa quý vị. Đó, quý vị chỉ cần là chúng ta để trực tiếp và kết cách khoảng là từ 15 đến 20 cm thôi. Sau đó thì chúng ta chỉ cần là chúng ta phun trực tiếp như vậy ở ngay trên bề mặt của những vật dụng nè, bàn ghế nè, vật dụng trang trí hoặc là những vật dụng khác mà quý vị cần phải làm mới ở trong nhà của mình. Wow, quý vị thấy là rất là tiện lợi đúng không ạ? Wow, rất là nhanh chóng quý vị nha. Cứ từ từ, từng bước như vậy là chúng ta đã làm mới được cả một chiếc mặt bàn gỗ rồi. Và khi mà có nhiều thời gian hơn thì quý vị sẽ tiếp tục chúng ta đầu tư thêm một chút công sức của mình nè, sự khéo léo và tỉ mỉ nữa để có được những vật dụng hoàn toàn mới. Và Trinh đã thấy được là chiếc bàn của chúng ta đã có một màu sắc rất là tươi mới và đẹp mắt rồi thưa quý vị. Wow, quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được, đó chính là chúng ta không tốn quá nhiều thời gian ở bên trong chính không gian gia đình của mình. Và những thành viên ở bên trong gia đình của mình thì không những là nam giới mà mình chỉ nghĩ rằng là chị em phụ nữ cũng có thể dễ dàng sử dụng được với chiếc súng phun sơn như thế này của thương hiệu Harbon quý vị nha. 1.590.000 đồng, bảo hành 6 tháng được tặng thêm một ống nước đa năng tự cơ giản của thương hiệu Magic House. Hãy nhanh chóng đặt hàng 1900 7137. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình mua sắm ngày hôm nay của chúng tôi quý vị nha. Đó chính là súng phun sơn đến từ thương hiệu Harbon. Với sản phẩm súng phun sơn này thì chúng ta có thể làm mới ngay những thanh sắt đã bị hoen gỉ nè, đã bị ố trong gia đình của mình. Bên cạnh đó là mình còn có thể là tự làm mới được cả bàn ghế nữa. Trong chương trình này thì cả Tú Trinh và Minh Trí cũng đã cùng trải nghiệm rồi. Còn quý vị thì sao? Rất là dễ dàng thôi quý vị ạ. Không cần một chiếc bình nén khí to và nặng như trước đây. Đôi khi mình không phải nhờ đến những người thợ chuyên nghiệp nữa. Trong một vài trường hợp rất gấp, mình vẫn có thể tự mình làm mới được mảng tường ở trong gia đình của mình nè, sơn trên diện rộng, hoặc là khi chúng ta cần phải sơn tinh xảo và sơn sắc nét thì cũng sẽ có ngay những đồ chuyển đổi trong bộ phụ kiện đi kèm với súng phun sơn của thương hiệu Harbon quý vị nha. Mức giá ưu đãi là 1.590.000 đồng mà còn được bảo hành trong khoảng thời gian là 6 tháng nữa để quý vị an tâm khi sử dụng. Đồng thời sẽ còn có thêm quà tặng đặc biệt, một sợi dây ống nước co giãn đến từ thương hiệu Magic Hole để dễ dàng làm sạch sân vườn nhà cửa của mình. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay quý vị nha. Thời gian không còn nhiều. Dòng sản phẩm súng phun sơn của thương hiệu Harbon với mức giá cực kỳ ưu đãi trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, 1.590.000 đồng, bảo hành 6 tháng, tặng ngay một ống nước co giãn của thương hiệu Magic House. Và thưa quý vị, với súng phun sơn của thương hiệu Harbon, quý vị sử dụng rất là dễ dàng với thao tác đơn giản, gọn nhẹ cầm tay, không cần phải dùng bình nén khí nữa và sử dụng được cho tất cả các loại sơn khác nhau.
Với sản phẩm súng phun sơn của thương hiệu Harbon thì quý vị và các bạn đi kèm chúng ta sẽ có hai đầu phun để dễ dàng chuyển đổi. Với đầu phun 1,5mm dùng cho ứng dụng sơn dầu, sơn sắc nét tinh xảo, sơn màng mỏng, sơn dầu bóng và sơn BU. Đầu phun 2,5mm thì chúng ta sử dụng cho ứng dụng sơn tường, sơn nước, sơn diện rộng, lớp dày và năng suất cao. Bên cạnh đó là còn có thêm quà tặng hấp dẫn nữa nha quý vị. Tặng ngay cho quý vị một ống nước co giãn Magic Hole giúp cho việc chăm sóc nhà cửa thêm tiện lợi hơn, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm không gian khi cất giữ trong gia đình của mình. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu sơn mới lại bên trong không gian sống gia đình của mình, từ không gian phòng khách, gian bếp hay là không gian phòng ngủ. Mỗi một không gian phòng sẽ có một màu sắc khác nhau, hay là trong gia đình của mình đang có rất là nhiều vật dụng, đồ gỗ, nội thất, chúng ta cần phải sơn mới một lớp áo mới lên cho những cái đồ gỗ, nội thất đã cũ, hay là những cái vật dụng trang trí chúng ta đang quan tâm và tốn kém rất nhiều chi phí cho công việc là sửa chữa, hoặc là sơn mới một lớp sơn ở bên trong chính những cái đồ gỗ đó. Quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình này trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một giải pháp tiết kiệm chi phí mua sắm mức đầu tư một lần duy nhất ban đầu là 1.590.000 đồng với dòng sản phẩm đó là súng phun sơn của thương hiệu Harbon. Quý vị và các bạn sẽ có ngay một chiếc súng phun sơn và sử dụng được rất nhiều chất liệu sơn khác nhau quý vị và các bạn nha, từ những chi tiết lớn cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Mức giá đã hợp lý và được bảo hành trong vòng 6 tháng và đặt hàng trong chương trình này trong thời gian phát sóng còn lại, quý vị và các bạn sẽ được tặng kèm thêm một ống nước đa năng co giãn của thương hiệu Magic House. Nhanh chóng nắm bắt 1900 7137, chúng tôi sẽ giao hàng từng nơi. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với không gian phim trường của VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị thấy là thật sự thú vị khi mà tự tay của mình vẫn có thể là làm mới được những khoảng sơn tường ở trên nhà của mình nè, sơn nước, hay là chúng ta có thể sơn những cái vật dụng nhỏ nhất nữa đã bị cũ, đã bị tróc lớp sơn theo thời gian quý vị nha. Sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi một lần nữa mang đến cho tất cả quý vị đó chính là súng phun sơn cầm tay nhỏ gọn đến từ thương hiệu Harbon quý vị nha. Thiết kế rất là thông minh luôn và nhiều cải tiến nữa, cầm tay gọn nhẹ như vậy thôi và sử dụng cực kỳ đơn giản. Ngay bây giờ thì quý vị thấy là trước khi mà chúng ta bắt đầu sơn sửa vật dụng ở trong nhà của mình thì chỉ cần lắc đều, lắc nhẹ tay như vậy để cho dung dịch sơn ở bên trong bình đựng dung dịch 1,5 lít này được hòa đều cùng với nhau. Và bây giờ thì quý vị ơi, Trinh đã sẵn sàng rồi, những chị em phụ nữ cũng có thể là dễ dàng chúng ta làm mới lại ngay những khoảng tường đã bị cũ đi nè, hay là bị ố đi theo thời gian của mình quý vị nha. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Cùng với hoạt động công suất mạnh mẽ, quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được là ngay cả Tú Trinh hay là cả chị em phụ nữ ở bên trong chính gia đình của mình thì cũng có thể là dễ dàng sơn mới một cái lớp áo mới lên trên diện tích lên bức tường quý vị và các bạn nha. Từ những cái sơn nước nè hay là sơn tường thì giờ đây chúng ta sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harbon. Chúng ta tiết kiệm được thời gian mà còn tiết kiệm được công suất khi mà quý vị và các bạn chọn lựa một dòng sản phẩm được yêu thích trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Và như quý vị thấy là khi mà chúng ta đã bắt đầu sơn sửa như vậy rồi thì quý vị thấy là có những cái màu sắc mới sẽ được dần dần thể hiện ở ngay trên khoảng tường ở trong gia đình của mình quý vị nha. Với súng phun sơn cầm tay đến từ thương hiệu Harbon thì ngoài là việc chúng ta có thể là chuyển đổi đầu phun từ 2,5mm để sơn những khoảng diện tích rộng như vậy thì quý vị còn có thể tiếp tục chúng ta sơn được nhiều vật dụng khác nữa quý vị ơi. Cùng với bình đựng dung dịch sơn lên đến là 1,5 lít thì quý vị và các bạn có thể dễ dàng pha bên trong cái bình đựng dung dịch rất là nhiều như thế này. Tùy theo diện tích cũng như là chúng ta đang cần sơn những cái diện tích lớn hay là cả những cái vật dụng nhỏ nữa thì chúng ta sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harbon quý vị nha. Tay cầm rất là chắc chắn và chúng ta sẽ có với 3 chế độ phun khác nhau: chế độ phun dọc, chế độ phun ngang và chế độ phun tập trung. Quý vị và các bạn chỉ cần là điều chỉnh cái phần đầu phun như thế này mà thôi. Và sau đó mình chỉ có thể sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harbon để chúng ta có thể sơn trên nhiều chất liệu khác nhau. Ví dụ như là ở đây mình chỉ có thể sơn mẫu ngay một cái thanh kim loại quý vị nha, có thể quan sát được là những cái tia sơn sẽ rất là đều giúp cho quý vị và các bạn có thể là sơn một cách nhanh chóng, nhưng mà những cái bề mặt như thế này thì chúng ta vẫn đảm bảo được cái độ thẩm mỹ rất là cao quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng quan sát tiếp tục nào, khi mình có thể là tiếp tục làm mới ngay đó chính là cả những thanh sắt như thế này đây, cùng với sự hỗ trợ từ súng phun sơn đến từ thương hiệu Harbon quý vị nha. Đó quý vị cứ từ từ và chúng ta sử dụng như vậy thôi, rất là nhanh chóng và cực kỳ đơn giản quý vị ạ. Sau đó thì quý vị có thể chúng ta xoay dần dần những vật dụng để chúng ta có thể thấy rằng là lớp sơn của chúng ta có thể được phủ đều ở nhiều ngóc ngách khác nhau. Wow, và bây giờ thì Trinh thấy được rằng là thanh sắt vốn dĩ với màu sắc cơ bản và đơn giản một màu ở trong nhà của mình đã có thể biến đổi thành một vật dụng có một cái màu sắc tươi tắn hơn, nổi bật hơn. Và màu sắc sơn như thế nào là tùy theo nhu cầu của tất cả quý vị mà thôi. Và chúng tôi là những người thợ sơn không chuyên nghiệp nha quý vị, nhưng mà vẫn có thể là tự mình sơn được. Đôi khi là mình đầu tư thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ còn sơn đẹp hơn và sơn khéo hơn như vậy nữa quý vị nha. Quý vị có thể dễ dàng quan sát được là cái bề mặt sơn mà chúng ta sử dụng ngay với súng phun sơn thì cái lớp sơn rất là nhẵn mịn. Đúng và cũng rồi, như là rất là sắc sảo quý vị nha. Những chi tiết lớn cho đến những chi tiết
tiết nhỏ, thì giờ đây chúng ta cũng có thể là an tâm là tất cả các thành viên ở bên trong gia đình của mình, ngay cả là nam giới hay là cả chị em phụ nữ nữa, thì quý vị và các bạn cũng có thể là dễ dàng mình có thể là sơn mới lại những cái vật dụng nhỏ bên trong chính không gian sống gia đình của mình quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và lớp sơn của chúng ta khá là nhẵn mịn và rất là đẹp đúng không ạ? Và với súng phun sơn cầm tay của thương hiệu Harpon thì quý vị vẫn có thể là tự mình làm mới được nhiều vật dụng như vậy. Cũng tương tự như là Minh Trí thì bây giờ Trinh cũng sẽ làm mới ngay, đó chính là cả một chiếc ghế tựa như thế này cùng với lại chiếc bàn gỗ quý vị nha. Quý vị cũng thấy là với chiếc ghế của chúng ta, nếu như mình để ở ngoài sân vườn thì sau một khoảng thời gian chịu tác động từ mưa gió, ảnh hưởng từ thời tiết thì nó sẽ có cái màu sắc không còn được đẹp như trước nữa, và nó sẽ bị ố cũng như là có những cái màu sắc không có đều như vậy đây quý vị nha. Bây giờ thì sao ạ? Hãy sẵn sàng nào, chúng ta hãy cùng làm mới cùng với súng phun sơn đến từ thương hiệu Harpon quý vị ạ. Và chúng ta cũng cứ thoải mái thực hiện ngay tại nhà của mình thôi, lắc nhẹ cho hỗn hợp sơn ở bên trong được đều màu hơn với nhau. Sau đó thì chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng mình kết hợp ngay cùng với là những vật dụng trong gia đình của mình và sẽ làm mới ngay bây giờ nha quý vị. Quý vị có thể dễ dàng quan sát là bên trong không gian gia đình của mình đang có những cái vật dụng đồ gỗ nội thất mà chúng ta đang cần phải sơn một cái lớp áo mới. Và giờ đây chúng ta sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harpon quý vị và các bạn nha. Rất là đơn giản, có thể quan sát được là những cái tia sơn ra rất là đều. Mình không cần tốn quá nhiều khi mà mình sơn thủ công bằng tay chẳng hạn, để tránh cái tình trạng là bị vón cục lên trên những cái bề mặt đồ gỗ nội thất như thế này. Rất là sắc sảo, làm cho một cái lớp áo mới lên thì chúng ta sẽ cảm nhận được là không gian sống trở nên là sắc màu hơn. Không những là những chiếc ghế đâu, mà Minh Trí cũng có thể sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harpon để mình có thể là sơn mới lại một cái mặt bàn mà lúc nãy Minh Trí đã sơn rồi. Bây giờ mình chỉ cần là sơn một phần nửa mặt bàn còn lại, để quý vị có thể dễ dàng quan sát được là cho dù là trên chất liệu nào, từ gỗ, kim loại nè hay là trên những cái bức tường nữa, thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Harpon quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và tiếp tục là với chiếc bàn trước đây thì mình đã có một cái màu sắc ban đầu rồi, thì bây giờ mình sẽ sơn chồng lên hoặc là chúng ta sơn phủ lên một màu sắc mới nữa nha quý vị. Đó, quý vị thấy là chúng ta cũng cứ bắt đầu từ trên xuống dưới và ở nhiều ngóc ngách khác nhau. Quý vị thấy là mình chỉ cần chúng ta pha trộn màu sơn là tùy theo nhu cầu của mình mà thôi. Và nếu như quý vị ban đầu chúng ta còn hơi lo sợ là mình không tự sơn được ngay tại nhà của mình, thì sau nhiều lần mà chúng ta sử dụng súng phun sơn đến từ thương hiệu Harpon thì quý vị vẫn có thể là tự mình chúng ta thực hiện được rất là đơn giản luôn quý vị. Wow, một màu sắc rất là đẹp mắt nha quý vị. Và chúng ta có thể là tuần tự chúng ta phủ lại thêm một lớp nữa đến khi nào mình thấy được rằng là màu sắc của chiếc bàn gỗ như ý là chúng ta mong muốn mà thôi. Đôi khi là quý vị còn có thể chúng ta sơn chồng nhiều lớp lên nhau. Trong thời gian ngắn mà thôi thì chúng ta cũng có thể là tiết kiệm được, và đặc biệt hơn là tiết kiệm chi phí một lần đầu tư 1.590.000 đồng và cùng nhìn lại trọn một đơn đặt hàng thành công quý vị nha. Thưa quý vị, trọn một đơn đặt hàng thành công trong thời gian mua sắm ngày hôm nay với mức giá là 1.590.000 đồng, chúng tôi mang về cho quý vị một chiếc súng phun sơn đến từ thương hiệu Harpon, thiết kế rất là đơn giản, cầm trên tay của mình sử dụng gọn nhẹ và hoạt động với nguyên lý đó chính là có phần quạt ở bên trong. Phần quạt này khi mà chúng ta khởi động phần công tắc sẽ quạt mạnh lên và tạo luồng khí, đồng thời sẽ đẩy áp suất giúp cho lượng sơn của chúng ta sẽ phun ra bên ngoài và giúp cho mình là có thể làm mới được nhiều vật dụng ở trong nhà của mình quý vị nha. Sử dụng được là với nhiều chế độ phun khác nhau, phun tập trung nè, hay là chúng ta có thể là phun ngang hoặc là phun dọc, là tùy theo nhu cầu của tất cả quý vị mà thôi. Sử dụng rất là nhanh chóng và đơn giản như vậy. Đồng thời sẽ còn được bảo hành trong vòng 6 tháng cho quý vị nữa, với hai đầu chuyển đổi nha quý vị, 1.5mm để chúng ta là sơn tinh xảo, là sơn sắc nét, sơn dầu, sơn BU, hoặc là 2.5mm để chúng ta có thể là sơn tường, sơn nước và sơn trên diện rộng có năng suất cao quý vị nha. 1.590.000 đồng quý vị và các bạn sẽ được bảo hành dòng sản phẩm súng phun sơn của thương hiệu Harpon lên đến 6 tháng và còn được tặng thêm quà tặng hấp dẫn, đó chính là một ống nước đa năng tự co giãn của thương hiệu Magic House, kết hợp với nhiều đầu phun nước khác nhau để giúp chúng ta có thể là tưới rửa sân vườn và tưới cây ở bên trong gia đình của mình nữa. Hãy nhanh chóng nắm bắt trong những phút còn lại phát sóng chương trình này mà thôi, qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137 hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhuynhdai.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa thì thời gian mua sắm của chúng ta thật sự cũng không còn nhiều nữa rồi. Quý vị có bao giờ tự nghĩ là mình sẽ tự mình sơn sửa lại được những vật dụng nè, những mảng tường ở trong gia đình của mình hay chưa ạ? Thay vì là đôi khi cái những vật dụng chỉ mới bị tróc sơn một chút thôi, quý vị cảm thấy lo lắng mà chúng ta nhờ những người thợ chuyên nghiệp đến nhà khá là vất vả và đôi khi khá là bất tiện. Ngay bây giờ với sự hỗ trợ từ súng phun sơn cao cấp đến từ thương hiệu Harpon, giúp cho quý vị chúng ta hoàn toàn chủ động hơn quý vị nha. Những màu sơn khác nhau chúng ta có thể pha chế ngay trong
bình đựng dung dịch 1,5 lít. Trước khi dùng mình lắc đều và ngay bây giờ mình làm mới ngay bàn nè, ghế nè, những vật dụng trang trí cả một mảng tường ở trong gia đình của mình luôn. Và nhất là với mức giá chỉ có 1.590.000 đồng, bảo hành 6 tháng sẽ mang đến nhiều sự tiện lợi hơn trong chính cuộc sống hàng ngày. Không cần phải dùng đến những chiếc bình nén khí quá to và nặng như trước đây nữa. Và đừng bỏ qua cơ hội nhận tặng thêm một ống nước co giãn Magic Hole với độ dài co giãn rất là ấn tượng nha quý vị. Hãy nhanh chóng sở hữu ngay. Hãy nhanh tay sở hữu súng phun sơn của thương hiệu Hobon với mức giá cực kỳ ưu đãi 1.590.000 đồng, bảo hành 6 tháng và tặng ngay một ống nước co giãn của thương hiệu Magic House. Và chúng ta kết hợp chung với lại súng phun sơn của thương hiệu Hobon với có hai đầu phun khác nhau, chuyển đổi rất là dễ dàng với đầu phun 1.5mm dùng cho ứng dụng sơn dầu, sơn sắc nét tinh xảo, sơn màng mỏng, sơn dầu bóng và sơn BU. Đầu phun 2.5mm dùng cho ứng dụng sơn tường, sơn nước, sơn diện rộng với lớp dày và năng suất cao. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ còn có ngay quà tặng hấp dẫn, quà tặng của chúng ta đó chính là tặng ngay một ống nước co giãn Magic Hole nha quý vị, giúp cho việc chăm sóc nhà cửa thêm tiện lợi hơn, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm không gian khi chúng ta cất giữ trong gia đình của mình. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu sơn mới những cái vật dụng ở bên trong gia đình của mình, những cái vật dụng nội thất hay là cả những cái vật dụng trang trí, tái chế lại những đồ gỗ đã cũ, thì chúng ta đang cần có ngay một chiếc súng phun. Chúng ta đang giới thiệu cho quý vị và các bạn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Sắc Biên một dòng sản phẩm được rất là nhiều quý vị khách hàng yêu thích, đó là súng phun sơn của thương hiệu Hobon kết hợp với bình đựng dung dịch 1,5 lít và chúng ta có thể sử dụng trên nhiều chất liệu sơn khác nhau, dễ dàng pha chế. Cùng với lại súng phun sơn như thế này thì quý vị và các bạn sẽ có 3 chế độ phun khác nhau, phun tập trung, phun ngang hay là phun dọc. Từ những cái diện tích lớn cho những cái diện tích tinh xảo nhất thì chúng ta sẽ có ngay một mức chi phí cực kỳ hợp lý 1.590.000 đồng. Quý vị và các bạn sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng và tặng kèm theo quà tặng hấp dẫn. Và thưa quý vị, quà tặng hấp dẫn đó chính là một ống nước co giãn đến từ thương hiệu Magic Hole quý vị nha. Với khả năng co giãn của ống nước rất là ấn tượng hơn chiều dài thực tế mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Thời gian mua sắm không còn nhiều nữa rồi, quý vị ơi phải nhanh chóng sở hữu ngay ạ. Tổng đài của chúng tôi 1900 7137. Hy vọng rằng với dòng sản phẩm đó là súng phun sơn của thương hiệu Hobon thì trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mong là quý vị và các bạn sẽ có một giải pháp tiết kiệm được công sức khi chúng ta không cần nhờ đến những người thợ sơn. Khi mà sơn những cái vật dụng nhỏ bên trong gia đình của mình thì chúng ta cũng có thể là tự tay mình sử dụng ngay với súng phun sơn của thương hiệu Hobon quý vị và các bạn nha. Và thưa quý vị, với chiếc súng phun sơn của thương hiệu Hobon này thì quý vị còn có thể chuyển đổi được hai đầu phun khác nhau, đầu phun 1.5mm và cả đầu phun 2.5mm tùy theo nhu cầu dùng của tất cả quý vị, cho những khoảng tường lớn nè, hay là cho những vật dụng trang trí tinh xảo và sắc nét, sơn dầu bóng hay là sơn PU quý vị ạ. Bảo hành cho quý vị trong khoảng thời gian 6 tháng luôn, dễ dàng sử dụng, thao tác đơn giản, cầm tay rất là gọn nhẹ, phù hợp cho những người lớn tuổi sử dụng cũng được quý vị nha. Ngay cả những chị em phụ nữ cũng có thể là sử dụng mỗi ngày luôn quý vị ạ. Còn nhận tặng thêm quà tặng hấp dẫn chỉ có trong chương trình này mà thôi. 1.590.000 đồng được bảo hành 6 tháng với súng phun sơn của thương hiệu Hobon, được tặng kèm cho quý vị và các bạn đó là một ống nước đa năng co giãn của thương hiệu Magic House. Tùy theo áp lực nước ở bên trong gia đình của mình thì ống nước có thể là co giãn gấp nhiều lần thời chiều dài ban đầu, cũng như là kết hợp với lại cái đầu phun nước rất là nhiều dạng chế độ phun khác nhau để giúp cho quý vị các bạn có thể là tưới rửa, vệ sinh và tưới cây cảnh ở bên trong không gian gia đình của mình. Quà tặng có giới hạn, được áp dụng trong thời gian đặt hàng còn lại qua số tổng đài 1900 7137 hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtv.hyundai.vn. Thưa quý vị, còn nói đến đây thì thời lượng mua sắm của chương trình cũng không còn nhiều nữa rồi. Tú Trinh và Minh Trí phải nói lời chào tạm biệt thôi. Chúc cho quý vị sẽ tự tin hơn khi chúng ta làm mới lại và sơn mới lại nhà cửa, vật dụng ở trong nhà của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.